Núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra của Indonesia lại tiếp tục phun cột tro bụi cao tới 2.000 mét phía trên miệng núi lửa. Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa Indonesia khuyến cáo người dân không nên di chuyển vào vùng nguy hiểm trong phạm vi 3 km xung quanh núi lửa Sinabung và tránh xa những con sông bắt nguồn từ ngọn núi lửa. Người dân cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để tránh hít phải tro bụi. Trước đó, núi lửa Sinabung cũng đã phun trào 4 lần trong ngày 27 tháng 4 với những cột tro bụi cao tới 1.000 mét. Núi lửa Sinabung đã thức giấc trở lại lần đầu tiên vào năm 2010 sau 400 năm.